Con này có tên là Agasur AE710. Mình vừa vào trong phòng thu âm thì mình đã thấy một cái hình dạng rất là đặc biệt. Con này được sản xuất từ Agasur nha các bạn. Thì Agasur là như thế nào các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Đây là một nhà sản xuất rất là nổi tiếng. Và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết con loa này như thế nào nha các bạn. Loa Agasur AE710 là dòng loa được sản xuất theo công nghệ châu Âu. Thông nhìn ban đầu thì màu sắc của loa rất là cưng. Màu sắc này người ta hay gọi là màu cứt trâu non, hay gọi là màu phân heo. Sản phẩm đạt một nền móng vững chắc cho thị trường âm thanh thế giới với bề mặt màu xanh lá cây đậm thân thiện với môi trường và được phủ lên một lớp sơn chống nước. Hai cổng kết nối song song là Neutrik và NL4MB được kết hợp ở phía mặt sau giúp kết nối âm thanh trở nên chắc chắn và ổn định hơn. Về chất âm, Agasur AE710 là một loa toàn giải với một bass 10 in, côn bass 2.5 in, tape 1 in, công suất tape là 1.4 in, trong thanh hay và đầy đặn trong dải tần 28 hạt đến 18 kHz. Loa có công suất mạnh mẽ, trung bình khoảng 300W, công suất tối đa là 1200W kết hợp kết nối với những loa công suất lớn. Với góc phụ là 100 độ, Agasur AE710 dễ dàng cài đặt với chiều cao trần trong mọi không gian. Hơn thế, loa còn được tích hợp 10 điểm treo M8 giúp cách đặt dễ dàng hơn và treo theo nhiều cách khác nhau. Thùng loa dày 15mm bằng gỗ bạch dương giúp giảm thiểu cộng hưởng âm không đáng có. Điểm trừ cho sản phẩm này là việc đặt logo bên dưới mình cảm thấy không cân đối. Màn loa được làm bằng vải, giống như vải của một bao chống sóc laptop thì dễ hư hỏng, bám bụi và khó vệ sinh hơn. Chúng ta cùng điểm qua một số thông số kỹ thuật cơ bản của loa. Về model, có model là AE710, công suất trung bình là 300W, công suất cực đại của loa đạt 1200W. Kích thước là 525 x 320 x 362mm, trọng lượng là 16.5kg.